vàng. Để mình đối các bạn nha. Hôm nay cái makeup tutorial này là mình làm giống ai? Cho các bạn 3 giây để đoán nè. 1 2 3 Đúng rồi, hôm nay mình sẽ dạy makeup tutorial giống Jihyun trong Bunny Style. Và cái tutorial này đã được một bạn trên Facebook tên là Zuzumi đã request mình làm. Cái look này cũng khá lâu nhưng mà mình chưa có dịp để mình làm, tại vì giờ này mình bận quá. Nhưng mà sẵn dịp sắp đến Easter thì mình muốn làm cái look này để mà nó hợp với lại cái lễ Easter. So yeah! Với lại mình biết trên Facebook có khá là nhiều người comment mình với lại message mình kêu mình làm makeup tutorial giống Tiara Chion đi. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn làm makeup giống Chion. Và mình biết có một bạn nữa kêu mình làm makeup tutorial giống Pamyu Kyori. Mình sẽ làm. Nhưng mà cái đó phải chắc phải mấy tuần nữa mình mới làm được. Tại vì dạo này mình quá là bận đi, mình có nhiều việc để mình làm quá, cho nên mình chưa có dạy nhiều makeup được. Cho nên xin các bạn hãy thông cảm cho nha. Và nếu như các bạn nào mà muốn biết làm sao mình làm cái makeup này thì hãy theo dõi nha. Ok, bắt đầu. Ủa? Các bạn đến đây hồi nào vậy? Hello. Hi. Yeah. Ok, bắt đầu thiệt nha. Trước tiên hết thì các bạn cần phải dùng kem lót mặt để mà lót lên khuôn mặt của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng phấn nền và với cây cọ mình sẽ đánh nó lên mặt của mình. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kem che khuyết điểm để mà che khuyết điểm lên khuôn mặt của mình. Và mình đã dùng bút kẻ lông mày để mà kẻ lên lông mày của mình rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kem lót mắt để mà lót lên con mắt của mình. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái màu cam lợt để mà lánh lên con mắt của mình trước. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái màu má hồng, màu cam của mình để mà đồ lên cái màu cam lợt hồi nãy. Làm như vậy thì cái màu cam nó sẽ ra nổi hơn. Rồi mình sẽ dùng cái eyeshadow màu vàng để mà đánh bên trong góc mắt của mình và phía ngoài của mình. Rồi mình sẽ dùng lại cái màu vàng đó để đánh ở góc dưới của mình với lại cái màu má hồng màu cam để mình đánh ở bên góc ngoài ở góc dưới của mình. Rồi mình sẽ dùng cái màu booty call để mà highlight cái trán xương của mình. Now, no time to shoot shoes. Go. Now. Rồi bây giờ mình sẽ kẻ mí mắt của mình cho nó thiệt là nhọn, giống như Jihyun vậy đó, với lại kéo cho nó dài ra. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cây bút kẻ mắt nước để mà đồ lên cái eyeliner của mình hồi nãy. Rồi mình sẽ dùng cây bút kẻ eyeliner màu đen để mà kẻ ở dưới cái viền nước của mình. Rồi mình sẽ dùng cái màu eyeshadow blackout để mà đồ lên cái viền nước của mình hồi nãy. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái cây bọt kẻ mắt màu đen hồi nãy để mà kẻ bên trong cái góc mắt của mình cho nó nhọn ra. Rồi mình sẽ dùng
lại cái màu eyeshadow black out để mà đồ lên cái màu đen đó của mình. Rồi mình sẽ dùng cái loại lông mi giả mà ngắn nhất mà tự nhiên nhất mà mình đang có để mà gắn lên cái trên mi thiệt của mình, Rồi mình sẽ dùng keo dán mi giả để mà ấn nó ở dưới cái viền mắt của mình. Rồi mình sẽ dùng bột kim tuyến để mà đắp nó lên. Làm như vậy thì kim tuyến nó sẽ giữ lâu hơn. Và nếu như các bạn cảm thấy hài lòng với lại kiểu makeup này rồi thì các bạn có thể để nó như vậy. Nhưng tại vì mình muốn cái eye makeup này hoàn toàn giống Chiyon cho nên mình sẽ dùng ba cái hộp màu trắng. Và bạn có thể mua cái này ở kèm nghĩa để và mình sẽ dùng keo dán mi để mà dán lên con mắt ở dưới mí mắt của mình. Rồi tiếp theo đây mình sẽ dùng bột phấn để mà set cái khuôn mặt của mình. Rồi mình sẽ dùng cái bột contour để mà contour cái khuôn mặt của mình cho nó ốm và hớp vô giống như khuôn mặt của Chiyon vậy đó. Rồi mình sẽ dùng cái bột highlight để mà highlight cái khuôn mặt của mình. Rồi bây giờ mình sẽ đánh má hồng. Rồi cái step cuối cùng thì mình sẽ đánh xoang lên môi thì và cái màu mình dùng là được mang tên là baby pink. Và cái step cuối cùng thì mình sẽ dùng cái hạt cát tiên mà cái loại vừa nhất để mà gắn ở bên trên, ở dưới cái bên trái của con mắt của mình giống như Chiyon vậy đó. Và cái eye makeup này đã xong. Nhưng hôm nay là lễ Easter cho nên mình sẽ chỉ cho các bạn vẽ cái lỗ mũi với lại cái bộ râu con thỏ. Vẽ sao nhìn mình giống con mèo hơn là con thỏ đúng không các bạn? Nhưng nếu các bạn muốn giống con thỏ thì các bạn có thể đeo băng đô cái lỗ tai của con thỏ để mình nó giống nhiều hơn nha. Và cái makeup này đã xong, mình rất hy vọng các bạn sẽ thích cái look này. Và nếu như các bạn thích cái look này thì mình hy vọng các bạn sẽ bấm like ở dưới nha. Và các bạn nào mà chưa có subscribe vô cái channel Bí Quyết Làm Đẹp của mình thì các bạn nhớ bấm subscribe nhé. Với lại nếu như các bạn đã có câu hỏi riêng về makeup mà các bạn muốn hỏi mình thì các bạn nhớ email mình ở bunnylikescarrots@ymail.com. Mình sẽ để cái email mình ở ngay đây hoặc là dưới cái description box. Với lại mình có Facebook, Twitter, Instagram, etc. Với lại makeup thì các bạn nhớ vô like mình vô Facebook, với lại Twitter, Instagram, với lại nói chung là nhớ follow mình ở mấy cái đó. Và mình sẽ để hết mấy cái link ở dưới cái description box của mình cho nên các bạn nhớ xuống dưới để mà bấm vô nếu như các bạn nào muốn theo dõi mình ở trên mấy cái link đó. Nhưng mà nếu như các bạn nào mà có những câu hỏi về làm đẹp và các bạn muốn hỏi mình thì mình nghĩ các bạn nên hỏi mình ở trên message mình ở trên Facebook thì mình trả lời cái đó sẽ nhanh hơn là Yahoo Mail. Tại vì Yahoo Mail lâu lâu mình mới vô đó thì mình chắc một lần thôi cho nên đợi mình reply trong Yahoo Mail thì hơi lâu. So yeah, mình rất hy vọng các bạn sẽ thích cái look này. So yeah, bye! Bye các bạn! Have a nice day and happy Easter! Mwah. Bye! Cô Tâm đừng có nhìn con như vậy, con mắc cỡ quá. Để thằng nhìn đi em, đợi con tí, đợi con.